Rồi, xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay là mình tiếp tục mà mình ghé thăm chị Thanh nha các bạn. Có hai mẹ con bị tâm thần ở bên Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long nha các bạn. Như đã hứa lúc trước á, là mình có khi mà cắt tóc cho chị Thanh đó, là mình sẽ mua đồ cho chị Thanh nha các bạn. Mình sẽ mua vài bộ đồ mới cho chị Thanh đây. Mình sớm mình đi chợ là mình có mua vài bộ đồ bộ cho chị Thanh rồi mặc ở nhà. Tới chị Thanh rồi. Chị Thanh ơi, nay em ghé em thăm nè. Chị đang làm gì đó? Hơi lửa hả? Ừ. Dạ. Em có mua quà cho chị nè. Đi đừng có chị dơ. Dơ hả? Nè em có mua cái đồ mới cho chị nè. Ừ. Trời ơi chị coi đẹp không? Đẹp. Thôi mình ra mình thử coi vừa không nha. Sao mà hơi lửa vậy chị? Hơi lửa cho nó ấm, tối ngủ cho nó ngon. À. Rồi mấy nay em mua cái mền mới rồi có đắp không? Con gái đắp kìa. Con gái đắp hả? Ừ. À. Trời ơi các bạn ơi. Tụi bưng quậy nặng. Đây mình ghé chị Thanh, thăm chị Thanh rồi. Bữa nay là tâm trạng chị rất là vui. Bữa nay tâm trạng của chị Thanh được rất là vui vẻ nha các bạn. Nay là hết tóc rồi là bây giờ rất là vui vẻ rồi. Bữa nay mình tới với lại mình với chị Lon á, là có mang một số vật dụng cần thiết như là chén dĩa, rồi mấy cái tô, rồi mấy cái hộp, rồi mấy cái ấm trà, rồi mấy cái ly nữa. Rồi mình gửi cho chị Thanh. Này thấy tâm trạng vui vẻ rồi, hớt tóc lên rồi thấy thoải mái, khỏe khoắn ha chị ha. Hớt lên buồn vui gì? Sao buồn? Hớt lên xấu buồn. Xấu rồi mà xấu, trời ai cũng khen chị hết trơn á. Nè, bây giờ em quay cận cảnh tóc của chị cho mọi người coi nha. Nè. Đó, thấy tóc vào bữa nay tóc mới nè các bạn, là mình đã chị Thanh đó đã chải suông rồi rất là đẹp nha. Chị Thanh ơi. Ừ? Ai cũng khen chị tóc đẹp hết trơn á chị Thanh. Hớt tóc lên ai cũng khen tóc chị đẹp hết trơn á. Trời ơi các bạn ơi, đây là chỗ mà chị Thanh đốt nè. Do trời lạnh đó các bạn, nên là chị Thanh đốt lá cây nè, rồi đốt mấy cái bịch, rồi mấy cái cọng rau nè các bạn thấy không? Mấy cái bơm cái khúc mía nữa. Trời ơi chị ơi, chị ngồi xa ra chị ơi, chứ chị ngồi chị gần rồi chị hít khói đâu có được chị Thanh. Đâu có hết né. Đâu có hết khói được. Ở gần nó mới ấy. Gần mới ấm hả? Ừ. Trời ơi nhưng mà cái khói này lên mấy cái chai mấy cái mũ này á, chị đốt rồi chị hết khói đâu có tốt đâu chị. Đâu có gì đâu. Có gì đâu à. Chế nước. Chế nước hả? Lâu lâu chế nước. Nhưng mà cái khói này hết không nhiều quá không tốt nha. Nhưng mình giờ mình ngồi đây mình phơi nắng được rồi, đâu có cần phải đốt đâu chị. Ừ? Mình ngồi đây mình phơi nắng được rồi, đâu có cần đốt đâu. Trời ơi, giấc chiều, giấc tối, rồi giấc sáng sớm, đủ lạnh dữ lắm. Trời ơi. Bữa nay tâm trạng quá là vui rồi. Này như đã hứa là em có mua đồ cho chị đã nha. Chút xíu mặc đồ mới nha. Đây chị Thanh nè. Mình và chị mình đã khuyên gần một tuần là chị Thanh mới đồng ý chịu cắt tóc nha các bạn. Rồi bây giờ cắt tóc rồi là chị tinh thần chị rất là vui vẻ luôn. Nhưng mà chị rất là thoải mái luôn các bạn ơi. Nhìn chỉ là thoải mái hơn rất là nhiều. Hả chị Thanh? Ừ. Trời ơi ai cũng khen tóc chị đẹp như Hàn Quốc vậy đó chị. Ai cũng nói khi chị cắt tóc lên á là trẻ hơn được 10 tuổi luôn đó. Đâu chị gã ngước lên chị cười với em cái này. Cắt xấu rồi bạn. Đâu chị Thanh, chị ngước lên chị cười với em đi. Chị Thanh ơi. Ai nói như Hàn Quốc. Chị Thanh. Hả? Đâu ngước lên ai cũng nói gì giống như đẹp như ở bên Hàn Quốc luôn. Đâu chị cười với em cái đây. Con ngước lên nhìn em cười cái ai cũng nói đẹp chị đẹp như Hàn Quốc gì đó, hớt tóc lên á. Nè, nhìn em đấy đi. Ừ. Trời ơi nói ha là chị là mình lúc mà chưa cắt tóc á là chị tới 50 tuổi lận, bây giờ chị cắt tóc chị còn có 30 tuổi thôi. Trẻ vậy luôn đó chị Thanh. Chị Thanh. Bây giờ chị còn có 30 tuổi à. Này các bạn, mình quay tóc cho các bạn coi nha. Bây giờ là đó, tóc xoăn khỏi uống luôn nha các bạn. Ừ. Tóc xoăn là của chị Thanh đây là khỏi uống luôn là do nó quăng tự nhiên nha các bạn. Đây, đồ này sớm mình đi chợ mình lựa cho chị Thanh mấy bộ đồ bộ ở nhà mặc ở nhà đó. Do đồ của chị Thanh rất là ít, rồi chỉ cũng làm đồ vẽ đồ nhiều quá. Thì thấy cũng dơ quá thôi mình mua đồ mới cho chị Thanh luôn. Ừ, mày. Xíu mình nói chị Thanh nè. Đồ nè. Mình cũng lựa mấy cái bộ đồ nó hơi tối tối một chút để chị mặc không có dơ. Nè thấy không, nó bộ đồ bộ mặc ở nhà. Như là mình mua 4 bộ các bạn, 3-4 bộ gì đó. Vô nhà đi chị Thanh đây. Hả? Vô nhà đi chị Thanh đây. Ồ, vô cho Thanh ơi, cái này mình đốt hoài nó đâu có cháy nữa đâu ấy. Ừ? Vô nhà đi, vô nhà mình chùm mền. Hơi hơi nè, trời ơi. Dùm mền riết bệnh chết. Dạ. Chùm nhà riết nó lạnh như chết luôn. Chị. Hả? Mấy nay hất tóc rồi, bây giờ người ta hàng xóm ta khen dữ lắm phải không? Em nghe nói rồi, em nghe nói hàng xóm là chạy qua ai cũng khen hết trơn á phải không? Ai cũng khen chị Dân rồi cô Điệp, rồi mấy cô vùng vòng xóm ai cũng khen chị hết trơn, hất tóc lên trời ơi nhìn. Bên đây cô Điệp có nói trời ơi tao nhìn Thanh nhìn hết ra rồi, nó đẹp lên quá rồi, ai cũng khen đẹp hết trơn vậy Thanh. Sáng giờ có uống thuốc chưa? Ừ? Sáng giờ uống thuốc chưa? Không có uống, chừng nào ai thấy ấy hả uống. Ừ, thấy không ngủ được mới uống hả chị? Ừ. Rồi sáng nay ăn cơm gì chị? Cá. À, hả? Rồi sáng cá ăn cá gì? Cá. Cá không biết cá tên gì nữa. Nhớ coi. Dạ, không biết. Hình dạng nó làm sao chị tả cho em coi. Cá nó ngộ lắm. Ngộ làm sao chị tả cho em. Ngộ lắm nhìn đâu biết đâu. Đâu chị tả nó sao, nó già hay nó cục hay là tròn? Nó cũng nhỏ, cũng ngắn ngắn vậy đó. Cũng nhỏ, cũng ngắn ngắn ha. Ừ. Ngắn ngắn chắc cá tai tượng đó chị. Phải không? Không phải đâu, không biết. Không phải hả? Vậy cá chốt rồi. Cũng không phải nữa. Không phải hả? Ừ. Ngắn ngắn nhỏ nhỏ, cá bóng phải không? Không phải. Nó màu gì chị? Nó cũng màu đen rồi màu trắng trắng. Đen trắng trắng hả? Ừ. À, vậy là coi chừng con cá linh rồi. Không phải. Không phải cá linh luôn hả? Ừ. Lúc này tới tháng 10 chưa ta? Tháng 10 là có cá linh nè, không biết có chưa, có cá linh chưa? Bây giờ đố chị Thanh là tháng này tháng mấy? Tháng này tháng 9, tháng 10 gì không biết. Tháng này là tháng 12 rồi. Ủa vậy sao mau vậy? Dạ. Trời ơi chị Thanh chứ nói giờ mới tháng 9, tháng 10 các bạn ơi. Sắp Tết rồi chị Thanh ơi. Bởi vậy em mua đồ mới ra Tết mặc luôn nha. Ừ. Gán lên. Vậy là không biết cá gì luôn. Vậy mà dám ăn trời. Chị Thanh không biết cá gì mà sao dám ăn chị Thanh? Hả? Không biết cá gì hết trơn sao dám ăn. Mấy này có gì vui không kể cho em nghe với. Hả? Mấy này có gì vui không kể cho em nghe với. Trồng rau sống không? Gì? Mấy này chị trồng rau sống không? Trồng rau hả? Ừ. Sống chứ. Trồng mà không sống, trồng rau mà không sống cho được. Ừ. Rồi mấy nay em đi dặn đi vệ sinh, đi tiểu, đi ra ngoài tiểu có đi không hay là cũng vẫn làm trong nhà luôn? Đi kịp thì ra, đi không kịp thì ở nhà. Trời ơi mình phải tranh thủ mình chạy ra chứ đâu có ở trong nhà được, nó hôi lắm. Làm chuyện. Thôi bỏ công chuyện qua. Không thì ta tranh thủ được. Không có làm công chuyện gì hết, đi tiểu là đi tiểu chứ không làm công chuyện gì nữa hết trơn đó nha. Chị Thanh. Ừ. Đi tiểu là đi tiểu chứ không có làm công chuyện gì hết trơn nha, bỏ công chuyện qua một bên nha. Gán bỏ công chuyện qua một bên, đi tiểu rồi đi ra ngoài tiểu nha chị. Ừ. Ừ. Nhiều khi người ta hại mình. Ừ? Nhiều khi người ta hại mình, sợ người ta hại mình cũng không ở không. Thôi, không có ai hại gì hết trơn á, đi tiểu đi vệ sinh là mình đi ra ngoài vệ sinh nha, không có đi ở trong nữa, hôi lắm, hôi lắm. 11 nè, đâu có ai dám tới nhà chị đâu. Ừ. Trời ơi các bạn ơi. Ủa chị làm gì vậy Thanh? Hả? Làm gì vậy? Thiều mấy này. Đốt hả? Ừ. Ô, cái này ướt rồi đâu cháy đâu chị. Dép chị đâu? Hả? Dép chị đâu? Chấm. Ừ. Nên mình quay phía trước cho các bạn coi nha. Đây là phía trước nhà của chị Thanh đấy các bạn. Nè, đây nè. Rồi, đây nó dơ lắm này. Các bạn nha. Đây đồ của Chị Thanh này, rồi đồ lớp nào mà đồ mặc, rồi lớp nào mình vẽ luôn, mình bỏ trong này luôn các bạn ơi. Rồi ở đây cái khúc mía gì giờ chị không ăn, chị để dành chị chụm thôi các bạn ơi. Nghe cũng bất ngờ không? Thế em mộng rồi, bây giờ lát đem ra gieo trồng. Chút xíu chị, chút xíu trồng luôn nha. Đó, đây là chị nói chị chụm thôi, không trồng. Ủa chị trồng. Đó, rồi ở đây á, là cái hồ là ở vườn của người ta nha các bạn. Đây là cái vườn, là nước ở trong vườn của người ta là tưới tiêu canh tác trồng cây, cây ổi, cây nhãn á, là chị sử dụng nước này để mà sử dụng nha các bạn. Là chị không có cái nước máy, cũng không có cây nước luôn. Người chị múc lên cái lu này, rồi chị lóng phèn, mà mình không biết có lóng phèn không nữa, mình thấy rất là đục luôn. Cả gia đình mình, cả gia đình của Chị Thanh á, là xài nước này. Nó thì mình thấy nó cũng không có tốt, nên là bây giờ cũng mong là có nhiều người hỗ trợ cũng như giúp đỡ cho Chị Thanh, thì để mà mình có cái kinh phí để mà giúp đỡ cho Chị Thanh vào nước máy để xài cho sạch sẽ hơn nha các bạn. Với lại là khi mà mình mua đồ cho Chị Thanh á, thì mình cũng sử dụng tiền của mình thôi, nên là cũng trong cái giới hạn của khả năng của mình thôi, chứ mình không có mua cho Chị Thanh nhiều được nha các bạn. Nên là mình chỉ giúp được trong khả năng của mình thôi. Đó, thì cũng rất mong các bạn thông cảm. Nhiều bạn nói sao không mua cho Chị Thanh cái giường, cũng không mua cho Chị Thanh cái niệm, nhưng mà thật sự là mình chưa có kinh phí để mua nha các bạn. Nên là cũng rất mong là có nhiều người hỗ trợ cho mình kinh phí để mà mình trích ra mình mua nhiều thứ nữa cho Chị Thanh nha các bạn. Rồi chị Thanh ơi, bây giờ là bữa nay em tới em dọn dẹp nhà cửa cho chị ha, mình gọn gàng lại ha. Chứ mình phải sạch sẽ này kia là mình mới mau hết bệnh nha chị. Bữa nay em với chị đây á, chị của em á, là tới để mà thăm chị nè, rồi mua đồ mua đạc cho chị, rồi sau nữa là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho chị nha. Rồi thì sau khi cắt tóc thì mình thấy là tâm trạng của chị Thanh rất là vui vẻ, cũng như là thoải mái hơn rất là nhiều rồi các bạn, rất là nhẹ nhõm luôn. Đó, thì mình thấy được điều đó nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình vào mình để mà mình bây giờ mình dọn dẹp nhà, thì sắp xếp các đồ vào cái trong nhà là cho gọn gàng mới được, chứ hai mẹ con thì không có dọn dẹp được nhiều, thì để lâu quá thì bây giờ nhìn cũng bộn bề lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình xin up cái video tại đây nha các bạn. Giờ mình vào mình dọn dẹp nhà giúp chị Thanh. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng như là luôn theo dõi video của mình nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Rồi chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an nha. Chị Thanh, chị cười với em cái đi. Ai cũng khen chị đẹp hết trơn mà chị không cười với mọi người vậy. Đẹp như Hàn Quốc vậy đó. Đây chị hơi lửa các bạn ơi. Chị đang hơi lửa. Cái mốt nhà mình sạch sẽ luôn. Rồi mình xin tắt video tại đây nha các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha.